Tiêu Quỳnh Anh à Bác sĩ bé em Em bé nhà em được 14 tháng ăn cơm được chưa Được rồi bạn ơi Thực ra cái tuổi ăn cơm của em bé nó sớm hơn cơ Ăn cơm cái này không phải là lý do gây ra đau dạ dày của em bé đâu Thực ra thì ăn dặm sớm hơn so với tuổi của em bé Cái lượng đồ ăn quá nhiều hay các cái loại thực phẩm không phù hợp với lứa tuổi của con Mới là những cái nguyên nhân làm ra tăng các cái vấn đề về đường tiêu hóa về dạ dày của em bé Còn ăn cơm chúng ta xếp vào cái quá trình tăng độ thô của em bé Em bé sẽ tăng độ thô, độ thô từng bậc Nếu các bạn sử dụng phương án ăn dặm bé tự chỉ huy Thì chúng ta có thể cho con tiếp cận ngay cái đồ thô ngay từ thời gian đầu rồi Tức là tới lúc 6 tháng hơn 6 tháng em bé đã ăn các cái loại rau củ quả luộc Các cái loại cơm nấu mềm và nắm nhỏ vào với nhau rồi Nhưng không có vấn đề gì cả Vì em bé đã bắt đầu thực hiện cái động tác nhai ở đấy Hoạt động tiêu hóa của, cả, của dạ dày nhá Là nó vừa co bóp và nó vừa tiết me Tức là cái cơm vào trong dạ dày của em bé nó mềm mềm Mặc dù con của chúng ta nhai nhưng chưa nhai nát Nhai kỹ hẳn ra được Nhưng vào dạ dày nó vẫn tiêu hóa tiếp được nếu em bé của chúng ta mà sử dụng phương án ăn dặm là truyền thống hay là kiểu nhật thì chúng ta có tiến trình tăng dần tăng dần độ thô của em bé Và nếu cái mức độ tăng độ thô tốt của con của chúng ta thì đến giai đoạn khoảng 10 tháng ấy, là con bắt đầu ăn cơm nát cơm nhão được rồi Giai đoạn từ 8 đến 10 tháng tuổi là giai đoạn bình ăn sinh lý thứ hai Khi con không còn là hứng thú với cái đồ mềm là cháo hay là bột nữa ấy là cái thời điểm mà chúng ta nâng mức độ thô lên cho em bé Thay đổi cái cách cho em bé ăn Ở thời kỳ đấy sớm là chúng ta đã có thể tăng cái uh, cái nên cái mức độ cơm nhã hay là cơm say cho con rồi 10 tháng ấy, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng ấy là thay được rồi uh, Và thông thường như mình vẫn nói với các bạn múc chung bây giờ là sau một tuổi Sau một tuổi thì em bé có thể ăn bún miếng phở cháo thức vào buổi sáng thôi uh, còn buổi trưa và buổi tối tốt nhất là bắt đầu tiếp cận với cơm và để con tập nhai chúng ta phải cho con có cơ hội để được tập nhai nếu muộn như thế này mà vẫn còn ăn cháo nó em bé nó chỉ ngậm hoặc nó cứ nhai chấm chém trong miệng xong nó nuốt thôi nó không thực sự thực hiện cái động tác nhai cái động tác nhai thì rất quan trọng với em bé nó có vai trò trong cái vấn đề đó là về cái đường tiêu hóa ấy, nó sẽ kích thích phản xạ thần kinh trung ương này để cơ thể nó sẽ tiết tiếp cái men tiêu hóa nó thể hiện cái phản xạ đói của cơ thể nên nó nó tạo ra cái phản xạ đói để em bé ăn À, rồi nhai thế này nó sẽ trộn với lại nước bọt nước bọt trong nước bọt có enzyme amylase để tiêu hóa tinh bột như vậy sao nhai đâu mà các bạn thấy cảm giác ngọt trong miệng thế nên em bé cần phải nhai đấy để trộn cái đồ ăn đấy với nước bọt xong xuống dạ dày này nó sẽ tiếp tục với các cái men tiêu hóa trong dạ dày nữa nên cái hoạt động nhai là cần thiết cho cái hệ tiêu hóa hơn nữa ở một cái mặt khác hoạt động nhai nó sẽ phát triển các cái cơ ở vùng mặt các cái cơ ở xung quanh mạch cơ hàm miệng cơ ở mặt này này thì nó là tiền đề cho cái vấn đề dễ dàng hơn cho con trong chuyện tập nói đây là phải phải để em bé tập nhai à, chúng ta không phải chờ răng của con mới nhai đâu nhiều mẹ sợ vì con mọc răng muộn nói là muộn theo kiểu là muộn hơn so với những em bé khác thôi thì ví dụ đến khoảng 14 tháng nó vẫn chỉ mọc được khoảng uh, 8 hay là 12 cái răng thôi chưa thấy mọc răng hàm lên chỉ có mấy cái răng cửa với răng nanh thôi nên mẹ sợ là con không ăn được như không Em bé của chúng ta nhai không phải bằng răng Cái cái răng ở răng cửa, răng nanh nó, nó thực hiện cái động tác là cắn xé thức ăn Còn những cái răng mà thực hiện thực sự cái động tác nghiền thức ăn đó là răng hàm Răng hàm mà khi nó phải thành một khớp nhai tức là phải có cái răng ở cả hàm trên và hàm dưới Thế thì phải tròn 2 tuổi hơn 2 tuổi con của chúng ta mới có những cái răng này Nhưng chúng ta không có nghĩa là phải chờ đến tận lúc đấy mới được cho con ăn cơm để nhai Không phải, con của chúng ta nhai bằng nướu nó nhai bằng nứa bằng lợi này rồi nó không cần chờ răng nên là quên cái chuyện là phải có răng thì mới được ăn đi mà là chúng ta sẽ tăng độ ăn tăng cái độ thô của em bé theo cái tiến trình chúng ta cho con ăn từng bước từng bước một trong quá trình cho ăn cứ khoảng 3 tuần 3 tuần lại tăng độ thô lên một lần để con tiếp cận dần với độ thô và tập dần cái động tác nhai câu hỏi tiếp theo của bạn huệ huệ bé mấy tháng thì cho ăn phô mai và vàng sữa ba cái món uh thực phẩm từ sữa quen thuộc trong cái bữa phụ của em bé là phô mai là váng sữa và sữa chua thì trong những cái nhóm thực phẩm này phô mai là cho em bé ăn sớm nhất bắt đầu từ 7 tháng tuổi cái thời kỳ mà con ăn đạm là bắt đầu có thể ăn phô mai sau đến 8 tháng tuổi thì em bé có thể ăn thêm sữa chua còn váng sữa thì tốt nhất là các bạn đợi đến 10 tháng tuổi rất nhiều tài liệu khuyến cáo về các cái sản phẩm dùng cho em bé là cái váng sữa người ta còn có thể để muộn hơn đến cả 10 xong một tuổi cơ Vì trong váng sữa có nhiều chất béo và nó khó tiêu hóa, nó không có chứa quá nhiều canxi và chất đạm Nên là chúng ta không ưu tiên cho em bé ăn sớm Có rất nhiều em bé là sẽ không quen đâu ăn váng sữa sớm là bị đau bụng Nên các bạn cứ đợi cho mình hết 9 tháng sang cái tháng thứ 10 Đấy, Các bạn hãy cho em bé ăn váng sữa để không cần ăn sớm hơn Hôm mai thì um, tháng thứ bảy ở tháng thứ bảy sữa chua thì tháng thứ 8, cầm phô mai thì tháng thứ 10. Câu hỏi tiếp theo của bạn Huỳnh Liên, bé em 6 tháng ăn dặm cá được không ạ? Trái cây phải hấp qua không ạ? Như thế này Uhm, đa phần khi mà giới thiệu cái chu trình ăn dặm cho các bạn thì chúng ta sẽ hay bắt đầu kiểu như thế này là uhm, sẽ bắt đầu từ tinh bột và rau củ quả trước trong vòng một tháng à, Xong sau đó chúng ta mới tiếp cận đến nhóm đạm đa phần thì nhóm đạm sẽ phải bắt đầu từ thịt lợn thịt gà thịt bò thịt chim lòng đỏ trứng à, còn nhóm tôm cá thủy hải sản các thứ này thì chúng ta sẽ đợi đến cái tháng thứ hai giới thiệu đạm chúng ta mới cho em bé ăn tuy nhiên Tuy nhiên Tuy nhiên có một số em bé sẽ được mẹ cho ăn món cá sớm hơn nó cái này nó phụ thuộc vào cái thói quen sinh hoạt nghĩa là nghĩa là các bạn có thể cho em bé ăn cá sớm hơn 2 tuần so với những cái mốc thông thường mà các bạn được giới thiệu để ok hết ăn uh, tinh bột và rau củ 4 tuần đến tuần thứ năm thứ sáu là thêm cái nhóm đạm từ thịt lợn, thì, thì gà thịt bò lòng đỏ trứng À, đến tuần thứ bảy thứ 8 nên các bạn có thể cho ăn cá sớm hơn và nhớ lúc này là chỉ là cá nước ngọt. Cá nước ngọt, cá biển và um, thủy hải sản như là tôm, cua các thức là em các bạn chưa cho em bé ăn được. Phải đến cái tuần thứ 9 thứ 10 ăn dặm các bạn mới bắt đầu giới thiệu cho em bé được cái nhóm từ uh, thủy hải sản như là là tôm và cua như là có vỏ đấy. Còn cá thì có thể sớm hơn. Câu hỏi tiếp theo của bạn À vẫn câu hỏi đó của bạn là trái cây có phải hấp không? À, khoảng 2 tuần đầu thôi trái cây mới phải hấp thôi Còn lại sau đó là không cần Bạn cho bé ăn trái cây trực tiếp được Không cần hấp nữa Câu hỏi của bạn mạnh mẽ lên Chào bác sĩ bé 11 tháng trên má bị năng ben có tự khỏi không ạ? Cái chu trình mà tự khỏi năng của năng ben lâu lắm Từ 6 đến 8 tuần cơ từ 6 đến 8 tuần cơ và với cái tình huống mà nếu mà nó không lây lan ra nhanh cái kích thước nó không thay đổi nhiều thì bác sĩ sẽ bảo bạn là à, chờ cho nó tự hết còn nếu thấy cái khả năng lây lan của nó ra nhanh thì các bạn nên sử dụng thuốc năm 11 tháng như thế này rồi lăng ben thì các bạn cứ dùng luôn cái thuốc kháng nấm cái thuốc điều trị nấm cái clochimazone mà các bạn bôi cho em bé trong khoảng 5 hôm thôi để nó cố định nó khỏi nó khỏi phát triển thêm cái nấm lên nữa và một thời gian thì nó sẽ tự hết